Hello, em Ngốc ngốc rộng. ngốc ngốc này, ngốc này. Rộng rắm gì vậy? À, Vượt lên tính để đi mình chơi, không? để đi chơi. Cố lên, một, hai, ba. Huy, huy, huy. Rồng ơi, Chà chà chà. Rồng ơi, Đi uống rượu. Rồng xỉn rồi đó nha. Xỉn rồi đó. Này em mới uống một lưu chai mẹ, á. Một, một, một. dạ dữ không? Người ta mới cái 2 tháng thôi đó nha, người ta giỏi dữ vậy đó. Tại sao hôm nay không rộng ngủ? Hử? Xỉn đâu không ngủ được. Từ sáng sớm tới giờ không ngủ, không cho ai nghỉ ngơi hết trơn á. Hả? Lý do vì sao? Rồng đang cố chứng tỏ khả năng của rồng đây. Hả? Lý do vì sao nè anh đồng kia? Hả? Lý do vì sao? Không có ba ở nhà nhõng nhẽo phải không? Quậy mẹ đúng không? Hử? Ai ai nói chuyện với mình vậy ta? Biết ai đây không? Cái con cu này. Con cu. Ồ. Đó, thấy cái khoảnh khắc vinh quang chưa? Oh. Vậy nữa con, làm cú nữa. Vậy vậy đi chứ, vậy là Trời vậy ơi. đi chứ, đó vậy là Sao vậy mặt đi buồn dữ vậy? Sao mà nhìn mặt thảm dữ vậy? Hả? Sao buồn vậy? Nhớ anh hói hả? Nhớ anh hói lớn phải không? Anh hói nhỏ, nhớ anh hói lớn đúng không? há miệng ra thì cho trái ớt nè. Ăn ớt không? Ớt ngon lắm, ăn ớt nha. Ăn trái ớt đi, đi 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 ớt ăn đi, đứng dậy, Thì khùng quá. đứng dậy đi ăn ớt. Thì khùng quá. Thì ăn đi, con không có ăn. Con chỉ uống sữa thôi. Hăng. Chồng ơi, nói chuyện coi nè. Biết đang quay hay sao nhìn chăm chú vậy, À, mẹ đang quay cái phim cho rồng nè. cái mặt không dữ đâu, đứa cái mặt không dữ đâu, ơi đâu cái mặt không dữ đâu. Rồng ơi, cho ảnh hình cho nhìn vô cái máy mà. Rồng Không có còn cái ơi, sự, không còn biết là bên ngoài bao nhiêu chuyện đang xảy ra nữa, mất tập trung rồi. không ngủ từ sáng giờ nhìn cái mặt phờ ra phải không? Lâu thiệt lâu thì rồng mới nhậu một lần, lâu thì rồng mới nhậu một lần, nhậu một lần cho say đi, ngồi chung bàn không uống ai coi, Tỉnh á, tỉnh á. ai uống đi cho rồng mượn cái ly. Đi 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 Hello. đi uống rượu. Hello. Ajinomoto. Hello, em ơi. Nói chuyện mày nghe coi. Gì vậy? Nhìn vô cái máy không à vậy hả cưng? Nè. Hello, how do you do? I'm fine, thank you, and you. La 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 la
Trời, trời dữ không? Chụp tới chụp cái điện thoại quăng liền. Hả? Làm gì vậy? Đang tung ảnh nóng trời. Của con kìa. Đang tung ảnh nóng của đồng Cộng cái đầu lên vậy hả? Ừ, thấy chưa? Hả? Dữ thấy chưa? Giỏi chưa? Giỏi quá vậy hả? Ừ. Trời ơi, đồng mẹ giỏi chưa? Thấy công lực em chưa? Lên tiếp con. Thôi vậy thì đừng chọc để cho em tự nhiên nè. Lên. Hi hi. Hi hi. Hi hi. Mommy, 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 papi, 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 ba, papi, 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 ba, papi, 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 ba, papa, papa, papi. Ê, chim, không cụ. Tỉa cái người gì thấy về luôn đây hả, chưa sợ không, chụp đi tắm luôn, chưa thấy vòi của rồng đúng không hả, làm phát vô miệng chết luôn á, chụp lại vòi rồng đúng không, gì này kỳ ghê nha, gì này kỳ ghê nha, nói chuyện đi con, nói chuyện đi, trời ơi cầm lên chi vậy, nằm xuống hay chưa, thấy không, mình còn nhỏ không được gồng cái đầu lên. Lên luôn.
lên 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 chưa? cho giang hồ biết mặt, biết mặt anh tài. Ồ, nhìn nhìn thấy cái lông mi nó cong vút này nha. Cái lông mi anh không cong vút vậy hả? Nói gì đó, kêu ai vậy? Trả lời nào, trả lời đi. Em quay phim mà sao trả lời? Thì không quay phim. Nhưng mình sợ hãi quá, sợ hãi quá. Kìa chú là chú ít con có hay là hai mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kè vườn xoan. Bao nhiêu chú chim chì cùng bao cô cá rô phi. Nghĩ sao học bài bên hố bom? Chú sao? Bên hố công nghiệp mình sao? Bên hố bom cạnh vườn xoan. Trời Trời ơi, ơi. Sao? Mẹ nghiên cứu kỹ rồi đồng ha. Ha. Bao nhiêu chú chim chì cùng bao cô cá rô phi. Tung tăng chiếc vai xinh cùng với các tiếng cười khi. Kìa chú là chú ít con, bé ngoan là ngoan nhất nhà nè. Chú ngồi học bài xong rồi thì hát vui cùng hoa mi nè. Bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi. Tung tăng chiếc vai xinh cùng với các tiếng cười khi. Cái gì? Nói đi, nói chuyện đi. À đi. Nãy giờ hả mẹ hát hết bài này qua bài khác mà rồng không thèm nói chuyện nha. Were I me, were I she me, she me, she me. Were I need your sympathy, were I need you. Con tin gì hả? Con tin gì nè? Ai già, ai già, ai già? Tên của em là con tên gì? Tên ị. Dạ con ý. Tên là Phan Gia Hưng. Trả lời đi. Con bao nhiêu tuổi? Con 2 tháng tuổi. Ba con tên là gì? Hả? Ba con tên là gì? Ba con tên là Phan Hưng. Đúng rồi. Phải không? Phan Hưng. Phan Hưng hả? Hả? Là phong hói á hả? Trời không dám là phong đẹp trai ha. Ha. Đúng rồi. Ba của rồng. Ai dạ, ai dạ, ai dạ. Thôi nằm xuống đi. Gồng người lên chi vậy? Phản kháng, phản kháng, phản kháng. Đã đau, đã đau. Hả? Ờ. Út lên sổ luôn. Nghĩ sao kia ba nó hói. Mà hói thiệt chứ bộ. Đổi đề tài, đổi đề tài. Ngủ ngon đi nha. Ngủ ngon rồng ơi, trời đã chiều rồi. Ngủ ngoan rồng ơi, trời đã chiều rồi. Sao rồng không ngủ đi? Em thích khóc hơn. Hay khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng. Đừng có níu kêu những nắp banh trong lòng. Con khóc đi. Hãy xem vú tới đây. Xô hàng hả? Mệt em quá em ơi. Khổ em quá. Ơi. Ơi. Nè, thấy con chim của chục Bích Khi chưa? Nè con chục Bích Khi nè, có con chim của nó nè. Cái đầu chim to bằng tắc. Chim to bằng đầu luôn. Vậy thì nó phải không? Cái gì này kỳ Mini. Mini, Mini. Oh my god. Đồ 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 đồ. Goodbye teacher, goodbye teacher. See you again, see you again. I see you tomorrow, I see you tomorrow. Bye goodbye. Bye goodbye, bye goodbye. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Có bà mẹ là hai cô giáo. Mẹ và cô giống hai bà Phùng. Bà này hay quá à. Bà Phùng này là bà muốn chửi chà đó nha. Bà này hay quá à. Dám nói cô với mẹ là hai bà Phùng hả? Cho bà có chửi chà vui nha. Vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Đúng không? Cười đi. Hello, hello, hello. Hello, 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 how do you do?
I'm fine, thank you, and you, and you, and you, and you. La 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 la. Ơi, đừng có hát nữa, biết cái lỗ tai. La 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 la. Biết cái lỗ tai quá, đừng có hát nữa. À, chị mập ra rồi. Hồi nãy giờ là một mẹ mập tra tấn, bây giờ thêm một chị mập tra tấn nữa, không chịu nổi. Chồng ơi. Không quen biết. Lòng ơi, lòng ơi, ơi, đừng có thấy sang bắt hoàng làm họ nha. Ừ, đừng có thấy trai đẹp bắt hoàng làm họ đó nha, trai đẹp ha. Không có cửa đâu. Hot boy đó nha, người ta là hot boy đó nha, hot cái này boy là nha. Phải là thì màu mới xứng. Thì nở, hot boy là thì nở.